Cửa hàng Audio 7 An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay cửa hàng chúng em tiếp tục với giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới, một đôi loa đến từ Mỹ mang nhãn hiệu BIC modem 44, sở hữu bass 25 cm, một chung và một chép. Đôi loa có xuất xứ từ Mỹ, đóng made in USA. Loa cao 65 cm, chiều ngang 37 cm và chiều sâu là nãy là 28 cm. Bass đánh rất là lực, chép tí tách chi tiết. Loa này rất là hay. Những dòng BIC thì đa số em để ý là những cặp loa em mang về đều rất là hay, đặc biệt cái dòng BIC này. Anh em thưởng thức khoảng 1 phút em sẽ giới thiệu tiếp. Đây anh em thưởng thức chất âm, anh em cũng đánh giá được nó như thế nào rồi ha. Cái lo này thì thùng vành quách này nó còn đẹp trên 90%, A căng đầy đủ. BIC made in USA nha. Đừng ba đường tiếng chung đây. Bass 25 mình chia tay. Ở đây BIC made in USA. Đây cũng vậy, made in USA. Góc cạnh thành quách thì còn đẹp tuyệt vời nha. Cặp lo này còn đẹp tuyệt vời. Ê căng đầy đủ nha. Ê căng của nó là bằng nhựa nguyên miếng, nhưng mà nó làm nhô ra cái kiểu nó rất là đẹp. Cái ê căng này nó hơi khó gắn tí xíu nha. Ê căng này hơi khó gắn, phải dùng hai tay gắn nó mới vô. Em đè cho anh em hình dung nha, nó nhô qua như vậy. Để em tạm dừng em gắn lại cho. Đây đã xong. Ê căng á, gắn ê căng vào nó rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Để em tháo cái ê căng ra, em hướng dẫn chỉ cho anh em nha. Cái lo này là nó có lỗ hơi, nó nằm ở dưới đây. Đây chỗ này. Lỗ hơi này và lỗ hơi này nó đi theo kiểu ma trận. Ở đây em chỉ. Lỗ hơi này nó có sẽ có miếng ván làm rời kiểu này. Rồi nó thông nó quẹo lên đây. Cái lo nó sẽ đánh, nó có bông xốp ở dưới này. Nó đánh nó dồn hơi xuống và nó đi ngược lên, và nó đi ngược xuống này nó mới vòng ra đây. Cái lỗ hơi nó đi theo kiểu ma trận. Đây, nó vòng lên nè. Lỗ hơi này đi theo kiểu ma trận, chứ nhìn vậy không phải là nó ra trực tiếp gì đâu nghe anh em. Nó có miếng dán rời ngăn ở trong. Em đã tháo và kiểm tra rồi. Đi theo kiểu ma trận. Cái lo này nó còn cực kỳ đẹp luôn.
quay hình quách phía sau cho anh em xem. Góc cạnh còn rất đẹp. Anh em Modem 44 Made in USA nha. Ba cầu chì phía sau, nó có ba cái cầu chì bảo vệ ở phía sau. Giờ có một cái tinh chỉnh nằm ở phía sau. Góc cạnh đây. Rất là đẹp nha, không có bể nào hết. Em xin chia sẻ đến anh em một mức giá là 6.700.000 đồng, ship toàn quốc, không bao phí ship. Đôi đồ này rất hay anh em, thuộc hàng hiếm đấy, anh em sưu tầm thì nên nhanh tay. Rất ít gặp những dòng loa này, BC này rất là hay. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video clip. Anh em đăng ký kênh để xem được nhiều cái sản phẩm mới nhất của em đăng lên, và nhấn subscribe để cửa hàng chúng em có nhiều động lực để làm thêm nhiều clip đánh lo để gửi đến anh em thưởng thức. Xin cảm ơn anh em, thân chào anh em, chúc anh em một buổi tối thật là sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.